Ok, chào tất cả anh em nhá. Lại đến với clip tiếp theo của mình. Chào tất cả mọi người nhá. Thì trong cái clip này mình sẽ nói về Nam Ok và Phương Ngọc Luyến. Từ chiều hôm qua là Phương Ngọc Luyến có làm một cái lễ gọi hồn của Nam Ok về để hỏi chuyện. Hỏi chuyện xem là Nam Ok muốn cái gì và có thiếu thốn thứ gì hay không và có nhớ đến Phương Ngọc Luyến hay không. Thì trong cái vấn đề đấy, nhiều người cho rằng tâm linh không đáng tin. Thì mình sẽ giải thích cho mọi người một tâm linh. Nó là một cái chuyện cổ xưa từ phương Đông rồi. Không tin cũng không được. Cho nên là mọi người chắc cũng xem clip của Tem Anh Duy Thường gọi hồn ấy. Thì Phương Ngọc Luyến cùng với Tem Anh Duy Thường gọi điện gọi hồn của Lam Ok về để hỏi chuyện, hỏi xem là lý do tại sao để bỏ Phương Ngọc Luyến để đi mất. Thì Lam Ok của cái lúc mà Lam Ok về nhập hồn nói rằng không phải là anh muốn xuống dưới đáy mà tại vì có một vong nữ đã bắt anh xuống theo cùng với, bởi vì người con gái ấy ở dưới đáy đã lâu năm rồi, thích Nam Ok, muốn Nam Ok đi cùng đấy. Cho nên là Phương Ngọc Luyến cũng không thể ấy được, không thể cản được Nam Ok. Cho nên là khi mà như nhiều người cho rằng khi mà Nam Ok mất đi rồi thì triệu tập gọi hồn của Nam Ok về để hỏi chuyện khá là khó, khá là khó. Nhưng mà những thầy mà cao siêu mà giỏi thì cái chuyện tâm linh này nó gọi hồn nó quá bình thường anh em ạ. Gọi hồn nó quá bình thường đấy. Thì trong cái clip này mình nói về Phương Ngọc Luyến triệu tập và gọi hồn của Lam Ok về để hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện nha mọi người nha. Đấy. Ok, mọi người xem video nhớ đăng ký và like, subscribe, chia sẻ cho mình nhé.